Xin chào bạn, mình là Nguyên. Chào mừng bạn đến với Nguyên Yoga, Yoga và thiền cho các bạn trẻ và người bận rộn. Trong video này, Nguyên sẽ hướng dẫn bạn một bài thiền rất là ngắn, chỉ 10 phút thôi, rất là dễ thực hiện, để bạn có thể cùng thực hành thiền với Nguyên. Bài thiền này nó sẽ giúp thư giãn đầu óc của các bạn nè, giúp cho các bạn cảm thấy dễ chịu và tốt hơn. Thì Nguyên hy vọng là nó có ích với các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé. Rồi chúng ta ngồi thoải mái ha. Nếu như bạn cảm thấy đau lưng hay mỏi chân lúc mình ngồi thì chúng ta có thể lấy một cái gối êm hoặc một cục gạch yoga để ngồi lên, hoặc bạn cũng có thể ngồi trên ghế cũng được. Nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái. Chọn tư thế ngồi mình cảm thấy thoải mái nhất. Bạn không cần phải ngồi giống như Nguyên nhé. Rồi giữ cho cột sống lưng và cổ ở tư thế thẳng đứng. Và sau đó nhẹ nhàng chúng ta sẽ nhắm mắt lại. Hít thở đều ở đây. Hít sâu và thở chậm. Mình sẽ thả lỏng và thư giãn cơ thể của mình. Thả lỏng khuôn mặt của chúng ta. Thả lỏng tâm trí của mình. Nhẹ nhàng cảm nhận sự chạm của cơ thể ở trên mặt thảm. Sự chạm của hai tay ở trên hai chân của mình. Và từ từ chậm rãi, chúng ta sẽ mang sự tập trung về vùng mũi. Chọn một điểm ở dưới mũi, cửa mũi hay trong vành mũi. Chọn một điểm mà bạn dễ dàng cảm nhận nhất sự chạm của hơi thở trên vùng da của mình. Khi hơi thở đi vào và khi hơi thở đi ra, chúng ta sẽ quan sát hơi thở tự nhiên của mình, không thay đổi, không điều khiển hơi thở. Bất kỳ trạng thái nào hiện tại của hơi thở, cứ để cho nó tự nhiên như vậy. Nếu như hơi thở của mình đang nhanh, đang gấp hoặc hơi thở nông, cứ để cho nó tự nhiên như vậy. Nếu như hơi thở của bạn dài, nặng nề hay hơi thở sâu, chậm, cứ để cho nó tự nhiên như vậy. Không cần thay đổi, không cần điều khiển. Nếu như bạn chỉ cảm nhận được mũi bên trái hay chỉ cảm nhận được mũi bên phải cũng không sao hết. Hãy quan sát hơi thở tự nhiên của mình ở đây. Và nếu như bạn không cảm nhận được hơi thở của mình, thì chúng ta cũng có thể hít vào và thở mạnh ra trong một vài nhịp thở. Sau khi cảm nhận được sự chạm của hơi thở trên vùng da của chúng ta, thì mình sẽ quay trở lại quan sát hơi thở tự nhiên của mình. Tiếp tục quan sát hơi thở của chúng ta ở đây. Với từng nhịp thở vào và từng hơi thở ra, hãy nhẹ nhàng thư giãn tâm trí của mình. Hãy để cho cơ thể của mình ngồi ở đây ngay lúc này, được quan sát hơi thở và thư giãn tâm trí của chúng ta. Không cần phải đi đâu, không cần phải làm gì. Hãy dành một chút thời gian
cho cơ thể, cho bản thân của mình. Ngồi ở đây, quan sát hơi thở, thư giãn tâm trí. Và nếu như bạn có bị cuốn đi bởi những suy nghĩ, những âm thanh ở xung quanh, hay bất kỳ cảm giác nào trên cơ thể, bất kỳ cảm xúc nào trong cơ thể, cứ để cho tất cả mọi thứ nó đến một cách tự nhiên. Hãy mang sự tập trung quay trở lại với hơi thở. Tiếp tục quan sát hơi thở của mình. Và cố gắng giữ sự tập trung trên hơi thở trong khả năng của mình. Những suy nghĩ nó sẽ đến và nó sẽ đi rất tự nhiên, cũng như hơi thở của mình đi vào và sẽ đi ra. Hãy mang sự tập trung quay trở lại với hơi thở, tiếp tục quan sát hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Hãy luôn nhớ rằng nhiệm vụ của bạn không phải là chúng ta cố gắng không suy nghĩ gì cả, mà cứ để những cái suy nghĩ nó đến một cách tự nhiên. Hãy nhận thức rằng mình đang có những cái suy nghĩ, hoặc đang có những cái âm thanh, hoặc đang có những cái cảm giác, cảm xúc ở cơ thể của mình ngay hiện tại, để mọi thứ nó đến một cách tự nhiên. Và mang sự tập trung về với hơi thở. Và từ từ, chậm rãi, hãy để cho cơ thể tâm trí của mình được thả lỏng. Hãy để cho tâm trí của bạn muốn đi đâu thì nó đi, muốn nghĩ gì thì nó nghĩ. Không cần phải cố gắng và cũng không cần phải điều khiển. Để cho tâm trí của mình được tự do, muốn đi đâu thì nó đi.
chúng ta sẽ mang sự tập trung quay trở lại với hơi thở và với cơ thể của mình. Cảm nhận hơi thở và cơ thể của chúng ta. Cảm nhận sự chạm của cơ thể trên mặt thảm, mặt sàn, mặt phẳng mình đang ngồi. Cảm nhận sự chạm của hai tay trên hai chân của mình. Cảm nhận âm thanh và không gian ở xung quanh của chúng ta. Và sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi mình sẽ mở mắt ra. Như vậy là Nguyên đã hướng dẫn xong bạn bài thiền 10 phút rất ngắn để giúp cho các bạn được thư giãn đầu óc, thư giãn tâm trí, cũng như giúp cho bạn hiểu hơn một chút về cách thực hành thiền. Thì Nguyên hy vọng là video này có ích với các bạn. Nếu bạn thích video này thì hãy bấm nút like, ủng hộ công sức làm video của Nguyên. Và nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu video nào thì hãy để lại dưới phần comment cho Nguyên nhé. Nguyên còn rất nhiều video khác trên kênh của mình, thì hãy ghé xem và tập luyện cùng Nguyên nhé. Rất cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Namaste.